Vương Nghị nói Biển Đông là ngôi nhà chung của Trung Quốc và ASEAN. Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc tập trận gần Biển Đông. Trung Quốc sơ tán hàng ngàn cư dân sau vụ lở đất nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp biến dạng, ký sư Trung Quốc nói có giãn cho phép. Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston, Bắc Kinh đốt tài liệu. Mỹ, động đất 7,8 độ Richter ở Alaska gây cảnh báo sóng thần. Ngoại trưởng Mỹ nói, WHO là tổ chức chính trị. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin tối ngày 22 tháng 7 của Đại kỷ Nguyên TV. Như thường lệ, tiếp sau đây là các bản tin chi tiết. Trong hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc hôm 21 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi thông cáo báo chí cho biết. Ngoại trưởng Vương Nghị nói, Biển Đông là ngôi nhà chung của Trung Quốc và ASEAN. Ông Vương còn cáo buộc Hoa Kỳ gửi các máy bay và tàu chiến tới vùng biển này, mục đích là để khuấy động căng thẳng và hỗn loạn Biển Đông. Đồng thời, ông Vương cũng khẳng định chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông không thay đổi, duy trì liên tục và ổn định. Về phía Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây, đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Thông cáo cũng nhấn mạnh hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất, thực hiện toàn diện, hiệu quả DOC, thúc đẩy đàm phán COC sớm đạt kết quả thực chất. Tuy nhiên, trong buổi họp báo cùng ngày ở Bắc Kinh, khi được phóng viên của AFP hỏi, theo báo cáo, Trung Quốc triển khai máy bay chiến đấu ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, điều này có đúng không? Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân trả lời rằng, quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc, Trung Quốc xây dựng quốc phòng trên lãnh thổ của mình nằm trong phạm vi chủ quyền. Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm bộ tứ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tổ chức đồng thời hai cuộc tập trận hải quân tại hai khu vực kế cận Biển Đông trong tuần này. Cụ thể, ngày 21 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận ba bên tại biển Philippines với Nhật Bản và Australia. Mỹ điều hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, tuần dương hạm USS Antietam, khu trục hạm USS Marston, trong khi Australia điều các tàu hộ vệ Stuart, Anunta, khu trục hạm Hobart cùng tàu đổ bộ Canberra tham gia, phía Nhật Bản cho biết họ điều khu trục hạm Teruzuki tới tập trận. Tại Ấn Độ Dương, vào ngày 20 tháng 7, Mỹ và Ấn Độ tổ chức tập trận chung dưới sự dẫn dắt của hàng không mẫu hạm USS Nimitz. Các cuộc tập trận của bộ tứ vùng Ấn Độ Thái Bình Dương diễn ra đúng vào lúc truyền thông Trung Quốc ngày 20 tháng 7 cho biết quân đội nước này vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã sơ tán hàng ngàn cư dân sau khi một vụ lở đất chặn một dòng sông và tạo ra một hồ nước có nguy cơ nhấn chìm các làng lân cận. Theo Tân Hoa Xã, vụ sạt lở đất xảy ra vào hôm 21 tháng 7 khi 10 triệu mét khối đất đã sụp xuống sông Thanh Giang tạo ra một hồ chắn trên sông này, đe dọa các cộng đồng cư dân sống gần đó, đặc biệt là thành phố Ân Thi, Do nước lũ có thể phá xuyên qua hồ chắn này, bất cứ lúc nào, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.390 người thuộc hơn 1.960 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Kể từ tháng 6 vừa qua, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông hồ vượt quá mức cảnh báo, gây ảnh hưởng cho khoảng 38 triệu người sinh sống tại 27 trong số 31 tỉnh thành của Trung Quốc, trong số đó có 2,2 triệu người phải sơ tán. Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 18 tháng 7 trong lần hiếm hoi đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp có sự dịch chuyển do dỉ và biến dạng do những trận lũ lớn trên sông Dương Tử. Đáp lại, Hoàn Cầu Thời báo hôm 22 tháng 7 dẫn lời giới chuyên gia kỹ sư Trung Quốc nói rằng biến dạng co giãn tại đập Tam Hiệp có thể khôi phục và không kéo dài lâu. Việc biến dạng của đập Tam Hiệp nằm trong giới hạn thiết kế từ 1,4 đến 26,7 mm. Chuyên gia Trung Quốc cũng cáo buộc thông tin đập Tam Hiệp bị biến dạng, bị truyền thông phương Tây phóng đại lên rằng con đập sắp sập. Kể từ năm ngoái, ảnh chụp đập Tam Hiệp bị biến dạng đã được lan truyền rầm rộ trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc và nước ngoài, khiến người dân ở Hạ Du Tam Hiệp lo ngại con đập sẽ bị vỡ. Gần đây, các phương tiện truyền thông đại lục thậm chí còn lấy tiêu đề bài báo là đập Tam Hiệp đã làm hết sức, xin đừng đổ lỗi cho nó nữa. Để đưa tin về tình hình lũ lụt của đập Tam Hiệp, việc này một lần nữa khiến người dân Trung Quốc không khỏi lo sợ Lẽ nào con đập đã bị kết án tử? Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22 tháng 7 cho biết, Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán của nước này tại thành phố Houston trong 72 giờ. Phía Trung Quốc nói rằng đây là động thái leo thang căng thẳng chưa từng có và Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết. Trước đó, trên Twitter, cảnh sát Houston bang Texas cho biết lúc 20 giờ 22 phút ngày 21 tháng 7 giờ địa phương, họ đến lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Montrose sau khi nhận được cuộc gọi từ lực lượng cứu hỏa. Khói được nhìn thấy ở khu vực sân ngoài, các sĩ quan không được phép tiến vào tòa nhà, lực lượng cho biết. Theo ABC One News, vì lãnh sự quán một nước được xem là lãnh thổ của nước đó, nên hàng chục lính cứu hỏa cũng chỉ có thể đứng ngoài mà không thể tiến vào trong. Đài truyền hình KPRC tại địa phương cho hay, vào thời điểm các đơn vị chức năng đến nơi vẫn còn thấy khói tỏa ra từ sân và có thể ngửi thấy mùi giấy bị đốt. Đoạn clip chia sẻ lên mạng do láng giềng quay lại bằng điện thoại cho thấy một số nhân viên của lãnh sự quán đang tất bật bỏ giấy vào ít nhất 3 đám lửa đang bốc cháy trên sân. Một trận động đất 7,8 độ Richter làm rung chuyển bán đảo Alaska của Mỹ gây cảnh báo sóng thần với các khu vực cách tâm chấn khoảng 300 km. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ USGS, địa chấn xảy ra vào lúc 6 giờ 12 phút theo giờ GMT, tức là 13 giờ 12 phút giờ Hà Nội, hôm nay ở độ sâu gần 10 km, Tại vùng biển cách thành phố Anchorage khoảng 800 km về phía tây nam, cảnh báo sóng thần đã được phát ra tại Alaska. Trung tâm cảnh báo sóng thần đang đánh giá tác động của trận động đất với bờ biển California. Ít nhất 3 trận dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực trên ngay sau trận đầu tiên, trong đó một trận mạnh 1,7 độ Richter, hai trận còn lại mạnh 4,6 độ Richter và 4,8 độ Richter. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Tờ The Guardian ngày 22 tháng 7 đưa tin tại cuộc họp với các nghị sĩ Anh tại London, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc rằng WHO phải chịu trách nhiệm cho những cái chết của người Anh vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng WHO là tổ chức chính trị, không phải là tổ chức dựa trên khoa học, đồng thời cáo buộc Tổng giáo đốc WHO ông Tedros quá thân thiết với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Pompeo còn nói rằng Thông tin tình báo cho thấy có sự bắt tay giữa Trung Quốc và ông Tedros để ông này được chọn vào chiếc ghế Tổng giám đốc WHO trong cuộc bầu chọn năm 2017. Ngay sau đó, một phát ngôn viên của WHO nói rằng WHO không biết bất cứ tuyên bố nào như vậy, song chúng tôi kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ. WHO kêu gọi các nước tiếp tục tập trung vào việc giải quyết đại dịch. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, hiện Anh Quốc có 45.507 người đã thiệt mạng do virus corona. Số ca nhiễm ở nước này là hơn 290.000 ca. Bản tin tối ngày 22 tháng 7 của Đại Kỳ Nguyên TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.